Cô chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bài số 1, sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế xã hội các nhóm nước. Nội dung bài học hôm nay gồm hai phần chính. Thứ nhất, sự phân chia thành các nhóm nước. Thứ hai, sự khác biệt về kinh tế xã hội các nhóm nước. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu vào phần 1, các nhóm nước trên thế giới. Như chúng ta đã biết, trên thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ được chia thành hai nhóm nước: nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển. Vậy thì dựa vào cái trình độ phát triển kinh tế, người ta có 3 tiêu chí để phân chia như sau. Thứ nhất là tổng thu nhập bình quân theo đầu người, hay viết tắt là GNA trên người. Thứ hai là cơ cấu kinh tế. Và thứ ba là chỉ số phát triển con người, hay viết tắt là HDI. Vậy thì các cái tiêu chí này được có sự khác nhau như thế nào giữa hai nhóm nước? Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về tổng thu nhập bình quân theo đầu người. Tổng thu nhập bình quân theo đầu người được chia thành 4 nhóm. Nhóm thu nhập cao trên 12.535 USD trên người. Nhóm thu nhập trung bình cao từ 4.046 đến 12.535. Nhóm thu nhập trung bình thấp 1.035 đến 4.045. Và nhóm thu nhập thấp dưới 1.035. Vậy thì thường những cái nước có thu nhập cao thường phân bố ở đâu? Đó là khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu, Châu Âu. Còn những nước có thu nhập thấp thường phân bố ở Trung Phi, Tây Phi và Nam Á, Đông Nam Á. Rồi, tiêu chí thứ hai đó là chỉ số phát triển con người, hay còn gọi là HDI. Chỉ số phát triển con người là thước đo tổng hợp phản ánh sự phát triển của con người trên 3 phương diện chính: sức khỏe, tri thức và thu nhập. Thường những nước có chỉ số phát triển con người tiến đến gần 1 là những nước có nền kinh tế phát triển cao và trình độ phát triển con người rất là cao. Còn những nước có chỉ số phát triển con người thấp, thường nhỏ hơn một nhiều, thì nó là những nước có nền kinh tế đang phát triển. Rồi, thì chỉ số HDI này người ta cũng chia thành 4 nhóm. Đó là nhóm rất cao từ 0,800 trở lên, nhóm cao từ 0,700 đến 0,799. Nhóm thứ ba là nhóm trung bình từ 0,550 đến 0,699. Nhóm thứ tư là nhóm thấp dưới 0,550. Những nước có chỉ số HDI cao thường phân bố ở đâu? Đó là khu vực Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản, Châu Úc, Liên bang Nga. Còn những nước có chỉ số phát triển con người thấp thường phân bố ở Tây Phi, Đông Phi, Nam Á, Đông Nam Á. Rồi, và ở đây cô có một cái bảng số liệu 1.1 chỉ tiêu về thu nhập bình quân theo đầu người, HDI và cơ cấu kinh tế của hai nhóm nước phát triển và đang phát triển. Các bạn nhìn vào đây và các bạn xem nó có sự khác nhau như thế nào. Thường tổng thu nhập bình quân theo đầu người ở các nước phát triển thì nó rất là cao, nước đang phát triển thì thấp. HDI thì các nước phát triển thường cao, các nước đang phát triển thấp. Về cơ cấu kinh tế ở đây, các bạn quan tâm cho cô hai cái khu vực thôi, đó là khu vực dịch vụ và khu vực nông lâm thủy sản. Thường những nước phát triển, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng rất cao, thường cao. Còn các nước đang phát triển thì cái khu vực này vẫn còn thấp. Rồi, đối với ngành nông lâm thủy sản, các nước phát triển thường có khu vực nông lâm thủy sản rất là thấp, thấp nhất. Còn các nước đang phát triển thì nó vẫn ở mức cao. Và sau khi mình so sánh giữa nước phát triển và nước đang phát triển xong, thì ở đây cô có một cái bảng số liệu so sánh Việt Nam mình, xem thử Việt Nam mình thuộc nhóm nước nào. Ở đây thì các bạn thấy tổng thu nhập bình quân theo đầu người Việt Nam mình là mức 3.590 vào năm 2021. Như vậy Việt Nam mình ở mức là trung bình thấp. Chỉ số HDI của Việt Nam mình là đạt ở mức cao. Về cơ cấu kinh tế thì khu vực nông lâm thủy sản Việt Nam mình vẫn còn cao, và khu vực dịch vụ Việt Nam mình vẫn còn thấp so với nhóm nước phát triển. Sau khi các bạn tìm hiểu cái bảng số liệu xong thì cô có cái phần tổng kết kiến thức như sau. Trong cái phần sự phân chia các nhóm nước này, các bạn cần nhớ cho cô những kiến thức chính như sau. Đó là người ta dựa vào trình độ phát triển kinh tế chia thành hai nhóm nước phát triển và đang phát triển thông qua 3 tiêu chí.
Thứ nhất là thu nhập bình quân theo đầu người. Thứ hai là cơ cấu kinh tế. Thứ ba là chỉ số phát triển con người hay còn gọi là HDI. Giữa hai nhóm nước này có sự khác nhau giữa ba tiêu chí về thu nhập bình quân theo đầu người. Các nước phát triển thì cao, các nước đang phát triển là ở ba mức: mức trung bình cao, trung bình thấp và thấp. Chỉ số HDI ở các nước đã phát triển là ở mức cao trở lên, còn ở các nước đang phát triển là ở mức cao, trung bình và thấp. Về cơ cấu kinh tế thì các nước phát triển là khu vực dịch vụ là cao nhất, còn khu vực nông lâm thủy sản là thấp nhất. Các nước đang phát triển, khu vực nông lâm thủy sản thì vẫn còn cao và khu vực dịch vụ vẫn còn thấp so với nhóm nước phát triển. Rồi, sau khi tìm hiểu xong thì các bạn ở trên đây các bạn thấy là có 8 quốc gia đại diện cho nhóm nước phát triển và đang phát triển. Thì các bạn có thể biết được sắp xếp cho cô là nước nào là nước phát triển, nước nào là nước đang phát triển ha. Thì ở đây thì nước phát triển là ví dụ như là nước Anh, Đức, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Còn những nước đang phát triển thì nó nằm ở ví dụ như Pakistan, Ấn Độ, Lào, Algeria. Rồi, mình đã tìm hiểu xong nội dung phần 1 là các nhóm nước. Bây giờ các bạn biết là Việt Nam mình là đang ở trong nhóm nước đang phát triển. Như vậy mình thấy có buồn không khi Việt Nam mình đang nằm trong nhóm nước này? Theo các bạn thì mình sẽ có những cái giải pháp nào để góp phần đưa đất nước phát triển hơn? Đây là bài học cô giao về nhà ha. Các bạn về tìm cho cô những cái giải pháp để góp phần đưa đất nước mình phát triển hơn. Các bạn làm bài vào trong giấy và nộp bài cho cô nha. Cô cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái bài giảng của cô.